Liên hoan phim Cannes danh giá vừa khai mạc tại thành phố biển Cannes của Pháp. Năm nay, người đẹp Lý Nhã Kỳ, một trong những gương mặt Việt Nam hiếm hoi là khách mời thường niên của sự kiện, đã không thể tới dự lễ khai mạc của liên hoan phim vì bận công việc kinh doanh. Tuy nhiên, cựu đại sứ du lịch đã vừa xuất hiện đầy lộng lẫy trên thảm đỏ của Cannes trong buổi ra mắt bộ phim của đạo diễn Steven Spielberg có tên là The BGF, diễn ra vào ngày 14 tháng 5 theo giờ địa phương. Cựu đại sứ du lịch xuất hiện kiêu xa trong bộ váy đuôi cá xuyên thấu thuộc dòng cao cấp của nhà mốt George Hebe Hobeka. Màu xanh rêu cô mặc cũng là một trong số màu sắc thịnh hành ở làng thời trang thế giới năm nay. Bộ áo ôm cơ thể, tôn vóc dáng người mặc, phần thân trên của chiếc đầm có họa tiết nổi làm lấy cảm hứng từ hoa văn cổ điển. Lý Nhã Kỳ kết hợp kiểu tóc dài, chảy phồng mái, lấy cảm hứng từ mái tóc của nữ hoàng Cleopatra giúp cho gương mặt cô toát lên thần thái sang trọng. Năm nay là năm thứ ba Lý Nhã Kỳ tham dự liên hoan phim Can. Nếu năm thứ nhất chỉ là khách mời của thương hiệu, năm thứ hai xuất hiện với tư cách khách mời chính thức của ban tổ chức, thì năm nay Lý Nhã Kỳ đến liên hoan phim Can với vai trò là nhà tài trợ của tổ chức Cine Foundation Can 2016. Tại liên hoan phim Can 2016, Lý Nhã Kỳ được ban tổ chức sắp xếp việc đưa đón và người bảo vệ rất chú đáo, từ sảnh khách sạn cho đến tận khi xuất hiện trên thảm đỏ.